Hey, xin chào xin chào. Ok, tôi muốn kể các bạn nghe một cái nội dung mà tôi vừa nhận ra 2 3 ngày trước thôi, đó là wow, tôi cảm thấy như là ôi trời ơi, hay quá vậy, nên là tôi muốn chia sẻ các bạn nha. Đó là về cái câu mà đừng thu hút, hãy theo đuổi. Quen không? Nghe chân lý ha, đúng ha. Mình không có đi cố gắng mình muốn chơi với ai, hoặc là mình muốn ai đó yêu mình quá mức, như là ô tôi sẽ thay đổi mình, tôi sẽ làm gì đó, tôi sẽ để người ta thích mình, mà mình quay vào bên trong, mình phát triển bản thân, mình sống cho mình. Con trai thì sẽ là hãy xây dựng nội lực đi, và rồi người yêu sẽ tự tới, hoặc con gái thì sẽ là hãy trau dồi EQ của bạn, kỹ năng của bạn, những cái mindset của bạn để sống hạnh phúc. Nói chung vậy thì rất là nhiều người sẽ yêu thương và tới bên bạn thôi, bạn không cần phải làm gì cả, không cần phải đi ra ngoài chạy theo người khác, và chắc gì người ta đã thật sự thích mình. Tôi đã nghe cái đó từ hồi mấy năm trước, và tôi thấy là đúng ha, đúng là mình hữu xã tự nhiên hương á, mình chỉ sống và sống tốt nhất ở cái phần của mình thôi, còn lại thì cái kia nó sẽ tới. Nếu mà tính theo là mây tầng nào gặp mây tầng đó thì mình hãy cứ cao nhất có thể để mà cái tầng đó nó tới với mình thôi. Nhưng mà hôm trước tôi mới vừa trước là 2 3 ngày đó, tôi ngồi tôi ngẫm thêm thì tôi nhận ra là well, thật ra cái câu nói đó nó nằm ở cái tầm level 2, nằm ở cái tầm là giữa giữa mức mức ngoài và trong. Có nghĩa là khi mà bạn rất là hướng ra ngoài, bạn rất là muốn được chú ý, được công nhận, được khen ngợi, được thành tích các thứ, là theo đuổi đó, theo đuổi công danh, theo đuổi tùm lum tùm la nè. Khi mà nghe câu đó là level 2, nghĩa là mình nhận ra là không phải mình cần theo đuổi mà mình cần tập trung bên trong đó. Nhưng mà cái bản chất của câu nói đó vẫn là hướng ra ngoài, hãy tập trung bên trong đi để rồi ông bướm sẽ tới. Có nghĩa là mình vẫn muốn hút ông bướm, mình làm để mình hút ông bướm, chứ không phải tôi làm để tôi đẹp, that's it. Đúng không? Ngày xưa là tôi muốn lấy cái vợt tôi bắt ong bướm, bây giờ là không chạy theo nữa, mình sẽ là hoa, mình sẽ hút ong bướm. Thật ra mình vẫn muốn đối tượng ong bướm đó tới với mình bằng cách này hay cách khác, cho nên là mình tập trung bản thân nhưng vẫn rất là mâu thuẫn, vẫn rất là hướng ra ngoài, vẫn rất là ví dụ như là nói về yêu đương nha, con gái đi, tính nữ là ok, bạn sẽ lean back, bạn sẽ ngồi lại, bạn sẽ nhẹ nhàng và để cho người đàn ông tự tới, nếu mà họ thích thì họ sẽ theo đuổi bạn, rồi bạn hãy cứ phát triển mình và bạn hãy cứ sống hạnh phúc và yêu đời, có cuộc sống riêng các thứ thôi. Nhưng mà khi mà vô rồi, vô dính tới cái yêu vô rồi á, mấy cái mà đi hẹn rồi đó, tôi mới phát hiện ra là tôi rất là hướng ra ngoài. Khi mà ai đó làm cái gì mình thấy là họ mở cửa xe cho mình nè, họ cởi giày cho mình nè, họ yêu thương mình nè, họ họ hẹn trước nè, đúng bài đúng bài, tôi vẫn đang rất là thu hút. Nhưng một tới một khi là người yêu tôi là nói là anh không có thích làm cái này cái kia cho em đâu, tự nhiên nói vậy xong rồi mình cảm giác như là bị đặt cúp đó. Khó chịu không? Khó chịu lắm. Xong rồi bắt đầu mình phải giữ năng lượng nữ lại mới được, để mình ngồi yên mới được, để ảnh hứa tới mình. Thì rõ ràng cái này là một cái sự thu hút ngầm, tôi muốn anh làm cái gì cho tôi, chứ nó không hề ở cái dạng tôi tu cho tôi, đâu tu cho mình đâu. Mình tu để mình tốt, để sao? Để mình lấy nhà giàu, để mình lấy CEO, để mình lấy cái thứ ngon nhất, đẹp nhất. Mình tập body đẹp, đó là đẹp để mình đăng đăng mạng, hoặc là để mình cho người ta sở chơi. Có nghĩa là nó rất rất là hướng ra ngoài, dù mình kêu là tôi tập trung hết cho tôi rồi, nhưng mình vẫn rất là hướng ra ngoài, mình vẫn rất là sợ bị phán xét,
rất là sợ bị nói là tại sao mà bạn xinh như vậy, tại sao mà bạn ngon như vậy, bạn lại yêu một người không có giống như bạn vậy, ủa tại sao mà bạn lại làm công việc này chứ, tại sao bạn lại đi cái đường này chứ, cái thứ gì cũng sợ hết. Lỡ như người ta như này thế kia thì sao, lỡ mình tới đó cái nó không như mình muốn thì sao, tất cả mọi cái đó là hướng ra ngoài, hướng ra ngoài đúng không. Tại sao mà tôi nhận ra được cái này, tại vì khi mà bắt đầu mình khi mà mình biết quá nhiều lý thuyết á mà không thực hành nó, hoặc thực hành hơi hơi á, thì nó chưa có tới chạm đáy, chạm đỉnh đỉnh đi. Và khi mà bắt đầu có mối quan hệ rồi, bắt đầu yêu vô nha, đòi hỏi cực kỳ nhiều, đòi hỏi ở mức mà không phải tự con người tôi đòi hỏi, mà là tôi thấy xã hội làm thì thấy người ta làm cũng phải, ô thì nó vậy mà tại sao trên phim làm vậy mà tôi không được vậy á, có mình không có sống thật mà mình sống như cái gì á, được cái mây mờ nó che mình đi á, và cứ là thu hút là sao tôi phải làm cho anh yêu tôi hơn, tôi phải nói làm sao để mà anh trả tiền cho tôi phải nói làm sao để mà ảnh vậy kia, tôi phải làm cách nào, tôi phải nghe thiền trước khi mà tôi gặp người yêu, tôi phải ok thư giãn, tôi phải biết là làm này làm kia, tôi phải có một cuộc sống bận rộn lên để người ta thấy mình hấp dẫn. Excuse me, tất cả mọi cái đó tự nhiên khi mà tới một cái lúc tôi nhìn ra là tôi làm hết các bước đó, người yêu tôi vẫn từ chối làm thứ tôi muốn anh làm cho tôi. Thí dụ như là đi đặt 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 vé xe lửa đi, ví dụ thôi, ở ở Việt Nam, nghĩa là ảnh với tôi sẽ đi về Việt Nam chơi đó, thì tại sao anh không đặt xe lửa cho em vậy, mà tại sao anh lại kêu em đặt cho anh vậy, cái này đâu khó đâu, anh là người nước ngoài nước trong gì thì anh cũng biết đặt mà. Nhưng mà anh không có đặt, anh kêu là tại sao em không có đặt cho anh, khi mà ở New Zealand thì anh bao em hết, khi mà về Ấn Độ thì anh cũng trả cho em hết, tại sao chỉ có một cái đặt thì thôi em không làm. Đối với tôi á, một người yêu mình thì sẽ yêu hết trăm phần trăm của mình, thì sẽ lo cho mình hết từ đầu tới cuối chứ, tại sao lại bắt mình plan, tại sao lại bắt mình đặt vé, đặt xe, đặt tàu cái này chứ, tại vì nó là tính nam mà, mình đâu có muốn tính nam đâu, mình chỉ muốn tính nữ thôi, bởi vì tính nữ mới là lean back, mới là hoa, mới là thu hút, còn mình làm hết người ta sẽ lười biếng mất, người ta sẽ kêu mình làm mãi mãi mất. Ôi nó vô cùng là tổn thương và hướng ra ngoài đúng không, thấy được không, tất cả mọi cái tôi làm thay đổi hành động như cái mục tiêu không đổi, mục tiêu không hề thay đổi, mục tiêu đó là tôi muốn người đó làm cho tôi, nó là gì, khi người ta không làm đó chính là bất như ý. Khi mà tôi nhận ra là ok mày hãy buông ra mấy cái yêu đương đi, mày hãy buông ra, mày không coi người đó như một người con trai và mày là một người con gái đi, hai con người thôi, thật không có cần người ta làm đến mức đó cho mày không, tôi nói không, thật sự mày có nghĩ là anh không yêu mày khi mà anh không làm cho mày không, tôi nói không, cái gì đó đang chạy trong tôi, cái gì đó mà đã được đào tạo sẵn ở trong tôi nó đang chạy cái đó. Và nghe 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 nào rảnh rảnh là khó chịu phát là mở pháp thoại nghe thôi, mở pháp thoại thầy bên niệm, bất cứ một cái gì bạn cảm thấy là nó định định cho bạn lại được, thì tôi không coi ảnh và tôi là mối quan hệ yêu đương lãng mạn nữa, mà là con người với con người, chưa biết ngày mai có mua ra hay không, mà hôm nay làm gì cãi nhau như vậy, có đang có đi một mình đi chung mà còn còn vui vẻ với nhau thì đi tiếp thôi, đâu đâu có sao đâu mà phải tính toán rồi phải đấu tranh rồi phải cố gắng, tôi phải làm bước A bước B. Khi mà tôi chấp nhận rồi, ok anh là anh, em là em làm được thì em làm, tại vì từ đó tôi làm cái bùm xong luôn, một một chút xíu là xong thôi, trong khi ngồi 2 tuần dằn vặt chờ đợi, mình cũng tự đấu tranh với mình đấu tranh với ảnh, xong về nhà không được gì mà ngồi cứ nhớ hoài là ô phải làm chứ, phải làm thì mới xong chứ, thôi làm đi, làm luôn là xong luôn, buông luôn, nhẹ hèn luôn. Và khi mà mình bắt đầu lên cái level thì ảnh tự lên theo, ảnh tự nhiên tôi thấy ảnh là không có yêu mình như cách mình muốn, không có đi đi cột dây dạy cho mình, nhưng mà rõ ràng 2 tiếng đồng hồ nấu ăn cho mình, hoặc là kêu là ô anh ơi cái giờ đó em về anh rước em được không, là chờ 2 tiếng, chờ 2 tiếng để rước tôi về, thương chứ sao không thương đúng không. Nên nó nói là ok chủ lại bên trong chứ không phải là hướng ra ngoài, tôi cũng không cần ảnh là ô bạn bạn phải làm bước này bước kia thì mới đúng là yêu, không thì không yêu, tôi chỉ cần hỏi chính mình là
bạn có thấy yêu chưa? Hỏi chính tôi là khi tôi làm cái hành động trả tiền này, tôi đang chọn ai? Tôi chọn tôi. Tôi không có muốn nhức đầu về cái to-do list làm cho lẹ rồi xong rồi dục cho một bên đi. Tôi không quan tâm tính nam tính nữ hay là planning hay là ô tôi làm không làm thì anh không yêu tôi mất, hay là thôi chúng ta hãy buông ra đi, buông ra đi, học tính nữ để mình sống nữ tính hạnh phúc thì ok, học tính nữ để mình hút trai thật ra nó vẫn hướng ra ngoài. Tôi không có nói là đúng sai, tại vì thật ra chúng ta không thể lên level cao nếu không có level giữa và không có level một, đúng không? Nếu mà tôi không có cái nhu cầu là tôi muốn lấy chồng, tôi muốn yêu thương, tôi sẽ không có đi coi tính nữ. Tôi sẽ không coi là làm sao để hạnh phúc, làm sao để người ta yêu mình. Tại từ cái level nhỏ xíu, cái level được dạy dỗ mà tôi không biết là hướng trong hướng ngoài gì hết. Tôi chỉ biết là nghe thì thấy đúng đúng đó thì mình theo, và mình chỉ biết là tôi muốn sống tốt, tôi muốn đi tiếp, tôi muốn hạnh phúc thì mình đi lên từ từ. Lên từ cái level mà ích kỷ, từ cái level mà tôi phải làm bằng được, nếu không thì không được thì sao, lên tới tiếp theo là cái level là mình phải hướng vô trong thôi, nhưng thật ra bản chất vẫn hướng ra ngoài, tới một cái level khác đó là tôi nhận ra là tôi hướng hết vô trong, hướng hết vô trong, tôi không có để bất như ý bên ngoài ảnh hưởng tôi, anh làm cái gì không ảnh hưởng được tôi nữa. Yêu ok, cảm ơn, mà anh không làm hài lòng không sao hết, vẫn còn ngồi đây chung với nhau là rất là một cái phước rồi, không không sao. Tự nhiên tôi nhìn thấy ô anh ấy yêu tôi cách khác như tôi muốn, nhưng có chứ không phải không nha, có nha. Thì cảm thấy thoải mái hơn. Sau đó là tới một cái bước đó là hồi xưa bạn á, có nghe nói là bạn ơi bạn không có nên để mình không có nên hướng về con trai khi mà anh ấy đang im lặng á, thì có nghĩa là anh ấy đang cần không gian hay gì đó và hãy cứ để cho anh ấy im lặng thôi. Tại vì khi mà anh ấy quay lại thì anh ấy sẽ nhớ mình, anh ấy sẽ nói là ok tôi đủ thời gian rồi, giờ tôi muốn quay lại gặp người yêu của mình. Tôi kêu ok. Và khi mà tôi với ảnh người yêu tôi có xích mích hay gì đó là tôi im luôn. Có đôi khi cảm xúc của tôi muốn là hãy nói ra đi, hãy nói gì đó đi, không phải từ ích kỷ, không phải vì sợ sợ bị bỏ, không phải từ bất cứ một tổn thương nào mà từ tình thương. Tình thương là nói cho anh biết không sao đâu, nói cho anh biết mọi thứ tốt đẹp, nhưng mà lại có một cái thứ không, anh ấy chưa hướng tới mày, tại sao mày lại hướng tới anh ấy chứ, đây là tổn thương, đây là tổn thương. Tại sao bạn quan tâm kết quả hành động của bạn ảnh hưởng tới người ta như thế nào? Bạn chỉ biết là bạn có muốn hay không, muốn làm thì làm không sao hết trơn. Có một cái thứ cực kỳ quan trọng thôi, đó là hãy tỉnh tỉnh thức, hãy tỉnh giác tất cả mọi mong muốn và suy nghĩ và cảm xúc của bạn, vậy là đủ. Có đôi khi tôi điên á, có đôi khi tôi biết là tôi đang làm sai làm đúng, mà trong mấy cái gì tôi học quá nhiều mà detox bớt, buông ra biết rồi, tôi biết nó rồi, giờ tôi muốn sống thật, trải nghiệm và ngẫm nghĩ về lý thuyết chứ không phải đi theo 100%. Có những cái là tôi nói là không, bây giờ không làm thì rất là thấy thương, thôi thôi mình cứ làm đi. Tôi nhắn cho anh là ok, không có sao đâu nha anh, không có sao, mọi chuyện yêu thương hết, nhưng mọi chuyện là bình thường hết nha anh. Và ảnh nhắn lại là ok em. Nghĩa là mình nghĩ là ô mình lên level rồi nè, mình biết nhắn lại rồi, và lên một cái tiếp theo nó test tới, là sao anh không nói những cái lời yêu thương tôi hay lời cảm ơn hay biết ơn tôi vậy mà anh lại còn ok em là sao. Học bất như ý chưa học xong, vẫn hướng ra ngoài, vẫn muốn người ta biết ơn mình, vẫn muốn người ta nói là ô mình cao thượng tới mức nào, mình hay ho tới mức nào. Ok, chúng ta đồng hóa những cái hành động quá mức lãng mạn bằng tình yêu, trong khi tình yêu được thể hiện rất nhiều cách, đúng không? Mình chỉ cần biết là tôi muốn yêu tôi như cách như thế nào và tôi tự làm cho tôi thôi. Thích nói ra anh ơi em muốn anh yêu em bằng cách này, xong còn anh làm không quan tâm, quan tâm là sao, mình nói ra cái mong muốn của mình. Và tự nhiên á, giờ thấy mọi thứ nó thanh thản, mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn nhiều so với cái thời mới mới bắt đầu yêu.
trời ơi khủng khiếp, trời ơi khóc la đau đớn hoảng loạn hoang mang tự mình chửi mình. Rồi tới bây giờ thì học học rất là sâu là phải phải xây dựng nội lực từ bên trong, phải bám bám rễ vào bên trong. Tôi quyết định tôi buồn hay tôi vui chứ không phải bên ngoài. Mà mỗi một khi tôi cãi nhau với anh xong, mỗi một khi tôi khó chịu với anh xong thì tôi quyết định là sẽ có một cái bài học được học chứ không phải buồn cho vui. Tôi không buồn cho vui, tôi không khó chịu cho vui, mà mỗi mất như ý tới, mỗi một cái khó khăn tới đều phải có bài học, đều phải nhìn rất là sâu. Mỗi một cái hành động mình làm không có sợ lụy tình, chỉ có sợ là bạn đang làm vì tổn thương hay là vì thật sự bạn muốn làm. Nếu thật sự bạn muốn làm mà cái kết quả này có thể dẫn tới cái hành động là anh ấy bỏ rơi mình, hoặc là ô kết thúc mối quan hệ này, bạn có chấp nhận được không? Bạn chọn bạn hay là mối quan hệ đó? Tôi chọn tôi. Thôi làm, thích thì làm, tôi không quan tâm là anh ấy sẽ chán mình mất, anh ấy sẽ ồ. Tôi không hướng ra ngoài, hướng vô trong. Và tôi không bao giờ hối hận. Bởi vì mỗi vì một cái bước đi tôi tính rất kỹ, tôi nên hỏi hỏi rất là nhiều lần. Muốn thiệt không? Muốn thiệt. Rồi bây giờ làm được không? Dám không? Làm xong kết quả xấu nhất vậy đó. Chịu không? Chịu. Rồi xong, làm. Làm xong thôi, không có nói gì hết, không có nghĩ gì hết. Và cũng nếu mà mình vẫn còn cái đam mê, người ta sẽ làm lại gì mình mà không được, cũng có tức tức chứ, cũng có chứ sao không. Thôi buông, buông tiếp. Rồi, được rồi, tiếp đi. Và nó khiến cho bạn tới một cái level là không hề luyến tiếc, không hề hối hận, không hề nghĩ là mình gì hết. Rất là thoải mái. Đó, thế là tôi đã nói xong video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã lắng nghe nha. Hãy cứ sống thoải mái thôi, không sao hết. Mình ở level nào cũng có bài học cho mình hết. Không cần phải lên level 3, level 4, level 5 gì đâu. Mình cứ ở đâu cũng được, không cũng được, một cũng được, hai cũng được. Miễn sao mình biết là tôi muốn tốt đẹp cho tôi là được. Từ từ tự lên. Tôi cũng không biết cái này, không ai nói tôi nghe đâu. Tự lên từ từ, nó tự nhận ra thôi à. Nha. Ok, bye, love you. Tạm biệt.